Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh Vivo TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại quan điểm của riêng mình ở bên dưới phần bình luận để cập nhật liên tục những tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Vivo TV. Còn bây giờ hãy đến cùng chúng tôi những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Giải mật hội nghị Thành Đô khi nào Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc, bán nước để cứu đảng. Kính thưa quý vị, sau chiến tranh biên giới, Đặng Tiểu Bình thay đổi cấp lãnh đạo, phương hướng phát triển kinh tế và mở rộng ảnh hưởng đến các nước tư bản tự do. Trong lúc đó thì giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ cô lập trong chuyên chính vô sản, lạc hậu trong thời bao cấp, tem phiếu và thu mua để rồi đưa đất nước đến thảm họa tình trạng nghèo đói tận cùng suốt thập niên từ năm 1980. Khi mà Liên Xô trên đà sụp đổ, không còn ai che chở nữa, thì giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa tìm về để nương náu dưới chiếc bóng của đàn anh, đó là Trung Cộng. Hội nghị bí mật tại khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên trong hai ngày, đó là ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990, giữa phía Việt Nam gồm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, còn phía Trung Cộng thì gồm Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Và hội nghị này thực chất đó là lễ cam kết một loại công hàm Phạm Văn Đồng khác. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ phân tích một cách chi tiết các diễn tiến dẫn tới sự kiện Thành Đô trong hồi ký của ông ta. Và không ai ngoài Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh biết chính xác nội dung hội nghị bí mật Thành Đô đó. Tuy nhiên, qua thái độ nhu nhược và phản ứng yếu hèn của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước các hành động chiếm đảo, bắn tàu, cắt dây cáp, thậm chí là giết người tàn nhẫn của Hải quân Trung Cộng. Và mới đây nhất là bắt bớ hàng loạt người Việt dám lên tiếng nói bất bình, cho thấy nội dung bán nước trong công hàm Thành Đô còn trầm trọng và chi tiết hơn cả là công hàm của Phạm Văn Đồng. Và kính thưa quý vị, trong lễ ký kết thỏa hiệp vào chiều ngày 7 tháng 11 năm 1991 tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư, Đài Bắc Kinh, Giang Trạch Dân không quên nhắc nhở đến các cam kết cũ và xác định phương pháp mới trong quan hệ Việt-Trung như còn ghi lại trong Diễn đàn Kinh tế của Việt-Trung. Hoan nghênh các đồng chí Việt Nam sang Trung Quốc hội đàm với chúng tôi. Các đồng chí là những người thuộc thế hệ lãnh đạo lão thành của Việt Nam, cũng là những người bạn lão thành quen biết của những người thuộc thế hệ lãnh đạo lão thành của Trung Quốc. Điều đáng tiếc là đã mười mấy năm chưa được gặp nhau. Tôi và đồng chí Lý Bằng, một hai năm gần đây tiếp nhận công tác của bậc tiền bối lão thành. Thật đúng là trên sông Trường Giang, ngọn sóng sau đẩy ngọn sóng trước. Trên đời, lớp người mới thay cho lớp người cũ. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể khôi phục mối quan hệ mật thiết giữa hai đảng và hai nước, do những người lãnh đạo thuộc thế hệ lão thành xây dựng nên. Và tại sao lãnh đạo Trung Cộng chấp nhận sự quy phục của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam? Là bởi vì, thứ nhất, đó là thế hệ chứng kiến sự tranh giành quyền lực giữa các lớp đàn anh. Giang Trạch Dân biết tham vọng quyền lực đã hòa trong mạch trống, hơi thở, máu thịt của Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh và các giới lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Và thứ hai, đó là không giống như là thời Liên Xô chưa sụp đổ. Lần này thì Đảng Cộng sản Việt Nam không còn một con đường thoát nào khác ngoài quy phục Trung Cộng. Điều thứ ba, đó là về an ninh lãnh thổ. Việt Nam là hành lang chiến lược trong vùng Nam Á. Còn thứ bốn, đó là vào thời điểm năm 1990, đối tượng cạnh tranh của Trung Cộng không còn là Việt Nam, mà đó là Mỹ, Đức và Nhật. Và điều thứ năm, đó là mục tiêu bành trướng của Trung Cộng cũng không phải chỉ là Hoàng Sa, Trường Sa, mà là cả vùng Thái Bình Dương. Đọc hồi ký của Trần Quang Cơ để thấy mặc dù nhân loại sắp bước vào một thiên niên kỷ mới, nhận thức về chính trị và bang giao quốc tế của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn ngây thơ đến tội nghiệp. Vào năm 1990, khi Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu như những cánh bèo tan tác ngoài cửa biển, mà các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn nghĩ đến việc liên kết với Trung Cộng để chống đế quốc Mỹ. Và các đồng chí như là Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Đồng Sĩ Nguyên còn nhấn vào âm mưu của đế quốc Mỹ sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Âu. Và lúc đó thì giữa Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa cùng chống âm mưu đế quốc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, phải cùng chống đế quốc. Cũng vào thời điểm này thì Đặng Tiểu Bình đã viếng thăm và ký các thỏa hiệp kinh tế chính trị với các quốc gia tư bản như là Mỹ năm 1979,
Anh năm 1984, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế với nước Đức vừa thống nhất và cựu thù Nhật Bản. Nhưng còn các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn mơ mộng Trung Cộng sẽ thay mặt Liên Xô giương cao ngọn cờ quốc tế vô sản. Và Đảng Tiểu Bình đã không có mặt trong hội nghị bí mật Thành Đô dù phía Trung Cộng đã hứa, một phần vì y chưa nguôi cơn giận chiến tranh biên giới, nhưng phần khác cũng vì Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh không xứng đáng là đối tượng thảo luận trong tầm nhìn của y về tương lai Trung Cộng và thế giới, nói chi đến là số phận của Việt Nam. Cũng như sau công hàm Thành Đô và tái lập quan hệ giữa hai đảng vào ngày 7 tháng 11 năm 1991, thì các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thay phiên nhau chiều cống Trung Cộng, như là Lê Đức Anh sang Trung Cộng vào ngày 28 tháng Giêng năm 1991, Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt sang Trung Cộng vào ngày 5 tháng 11 năm 1991. Và gần như là hàng năm, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luân phiên nhau để sang Trung Cộng, để lập lại lời hứa phục tùng. Sau khi đặt Đảng Cộng sản Việt Nam trở lại trong vòng kiểm soát, thì vào ngày 25 tháng 2 năm 1992, Quốc vụ Viện Trung Cộng thông qua Luật Lãnh hải và Vùng Tiếp giáp, quy định lãnh hải rộng 12 hải lý áp dụng cho cả 4 quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Tây Sa, Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa. Và 3 tháng sau đó, thì ngày 8 tháng 5 năm 1992, Trung Cộng đã ký hợp đồng khai thác dầu khí với công ty năng lượng Bridgestone của Mỹ, cho phép công ty này thăm dò khai thác dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam, nằm ở phía tây nam của quần đảo Trường Sa. Trung Cộng cũng hứa với công ty Bridgestone sẽ bảo vệ bằng võ lực nếu Việt Nam can thiệp vào công việc của họ. Ngoài các hoạt động khai thác dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam, thì Trung Cộng còn ngang ngược ra lệnh cấm đánh cá, thành lập các đơn vị hành chính, cấp huyện tại Hoàng Sa và Trường Sa, và cho phép Hải quân Trung Cộng bắn chết ngư dân của Việt Nam vô tội không phải chỉ là một lần mà rất nhiều lần. Các lãnh đạo Việt Nam lo cho sự sống còn của Đảng Cộng sản, đáp lại bằng những lời than vãn gần như giống nhau sau những lần Trung Cộng xâm phạm chủ quyền. Và tại sao Trung Cộng lại không ngang ngược với Philippines, Mã Lai, Brunei, những quốc gia đang tranh chấp chủ quyền Trường Sa? Bởi vì là các quốc gia đó thật sự có chủ quyền chính trị, chính phủ trong sạch được bầu lên một cách hợp pháp, có nhân dân hậu thuẫn, có quốc tế kính trọng và có nhân loại tình cảm. Một chiếc tàu đánh cá treo quốc kỳ Nhật, quốc kỳ của Phi, làm Hải quân Trung Cộng phải e dè, kiêng nể trong lúc tàu đánh cá treo cờ đỏ sao vàng lại trở thành mục tiêu tác giả. Thật vậy, với một bên quyết tâm trả thù cho 100 năm sỉ nhục bằng chủ trương bành trướng khắp thế giới, và một bên là chỉ mong được tiếp tục đè đầu cưỡi cổ chính đồng bào của mình. Và lãnh đạo của Trung Cộng rất yên tâm vì họ biết rõ là ngày nào Đảng Cộng sản còn cai trị nhân dân Việt Nam thì ngày đó Trung Cộng còn chi phối được Việt Nam. Và đồng tác giả của Trung Hoa Thức Dậy nhận xét rằng xung đột có khả năng cao nhất sẽ dẫn đến chiến tranh tại Á Châu là xung đột về các quần đảo trong Biển Đông. Về đặc điểm địa lý chính trị, chiến lược quân sự và là quốc gia duy nhất trong số các quốc gia tranh chấp đã trực tiếp hy sinh xương máu trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam được hầu hết các nhà phân tích nhận xét sẽ là điểm xuất phát của một cuộc tàn sát chưa từng thấy ở Á Châu. Cũng như để đối phó với một Trung Cộng đầy tham vọng, thì hầu hết các quốc gia có quyền lợi trong vùng như là Nam Dương, Mã Lai, Philippines đang làm mọi cách để phát triển kinh tế, tăng cường khả năng quốc phòng hầu ngăn chặn bàn chân Trung Cộng. Học sinh các lớp sử thường đọc Mạc Đăng Dung đã cắt đất Vĩnh An, An Quảng gồm 6 đồng, dâng cho nhà Minh để thuộc vào Châu Khâm như đã ghi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sự kiện đó chưa hẳn đúng vì Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết rằng này xét Khâm Châu, chí của nhà Thanh, chỉ thấy chép đời gia tính vào năm 1522 đến năm 1566, Đặng Dung đã nộp trả 5 đồng, đó là Ti Phù, La Phù, Cổ Sâm, Liễu Cát và Kim Lạc mà thôi, chứ không thấy nói đến Đồng An Lương. Lại tra đến Quảng Yên sách thì Đồng An Lương hiện nay là Phố An Lương thuộc Châu Vạn Ninh nước ta. Và Mạc Đăng Dung trong hoàn cảnh hai đầu đều có địch, buộc phải trả lại 5 đồng, vốn là đất của Trung Hoa, chứ chẳng dưng hiến phần đất nào thuộc lãnh thổ Việt Nam, mà còn cứu được đất nước khỏi lâm vào vòng lệ thuộc ngoài bang. Dù sao thì trong lúc công hàm Mạc Đăng Dung có thể có lý do tranh luận, tội bán nước trong công hàm Phạm Văn Đồng quá hiển nhiên, rõ ràng và chính tác giả khi còn sống cũng đã thừa nhận mình đã ký.
Và trước đây, sử gia Lê Văn Ương đã thốt lên một câu nghe đứt ruột trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: xin trời vì nước Việt ta sớm sinh thánh nhân, tự làm đế nước nhà. Nếu sử gia sống trong thời đại này, hẳn ngoài sẽ đổi thành: xin trời vì nước Việt ta sớm đánh thức nhân dân để họ biết đứng lên và tự làm chủ nước nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sớm nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của chúng tôi.